sách giảng viên chương 3 từ câu 1 đến câu 11. Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Một thời để chào đời, một thời để lìa thế, một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây, một thời để giết chết, một thời để chữa lành, một thời để phá đổ, một thời để xây dựng, một thời để khóc lóc, một thời để vui cười, một thời để than van, một thời để múa nhảy, một thời để quăng đá, một thời để lượm đá, một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn, một thời để kiếm tiền, một thời để đánh mất, một thời để giữ lại, một thời để vất đi, một thời để xé rách, một thời để vá khâu, một thời để làm sinh, một thời để lên tiếng, một thời để yêu thương, một thời để thù ghét, một thời để gây chiến, một thời để làm hòa. Làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì? Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ. Tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử. Đó